Nay mình làm một cái gia chủ 1975 nhà ở Nghệ An á, thì nhà hướng Nam 184 độ, thì phía trước khá là thông thoáng nên là cái ở phương Nam mà mình làm cái phong nó thông thoáng được như này rất là tốt. Nhưng ngôi nhà này thì công việc đầu vào ở thì nó có danh tiếng rất là thuận lợi, nhưng mà cái lỗi của mỗi cái ngôi nhà này nó là cái xà đè này này. Khi mình sửa chữa lại ngôi nhà mà nhà gỗ ngày xưa thì vô hình chung cái xà đèn này gia chủ không có lắp hệ thống trần đó, thì vô hình chung cái xà đèn nó đang đè vào cái ban thờ này, xong các cái hệ thống phòng ngủ nó cũng vậy, nó đang đè lên tất cả cái giường ngủ. Thì khi mà gia chủ ngủ mà bị cái xà đè như thế này này thì nó làm cho người lúc nào cũng mệt mỏi và sinh bệnh đấy, thì làm cho cái người trong nhà người ta hay đi bệnh viện. Thì gia chủ này rất là hay đi bệnh viện và hôm vừa rồi mới bị ốm xong. Và cái bếp cũng vậy, cái bếp thì nó cũng bị xà đè, thì cái tình trạng này chúng ta nên lưu tâm. Nên là các anh chị mà cái ngôi nhà nào mà có các cái hệ thống xà đè, dầm đè bằng xi măng hoặc bằng gỗ như thế này thì chúng ta nên tránh đó, thì chúng ta nên tránh, chúng ta lắp cái hệ thống trần thả, vậy là xong, coi như là chúng ta hóa giải cái xà đè đó. Nó chỉ là như vậy thôi. Thì cái ngôi nhà này cái hướng rất là vượng, bố trí bếp ở cái phương vị bắc, nhà vị trên những cái phương vị bắc này nó khá là đúng thời vận đó. Thì phía trước là hướng nam đang thời vận nó đang đương vượng, thì chúng ta chỉ thích hợp khí phong thôi, nên là không có được bố trí nước ở phía trước như thế này.